Thất bại trước Kyrgyzstan giúp đội tuyển Việt Nam nhận ra điều gì? Thua một trận giao hữu không phải vấn đề lớn với đội tuyển Việt Nam. Nhưng khi ASEAN Cup 2023 đã đến gần, huấn luyện viên Chu Xi cần sớm định hình con người và lối chơi. 29 trong số 30 cầu thủ thuộc danh sách rút gọn đội tuyển Việt Nam đã được huấn luyện viên Philip Chu Xi sử dụng ở cuộc so tài với Kyrgyzstan tối 9. Chỉ một cầu thủ vắng mặt, đó là Đỗ Duy Mạnh. Anh không thi đấu do chưa hoàn toàn bình phục. Trong màn thử lửa duy nhất trước thềm ASEAN Cup 2023, ông Chu Xi đã tạo điều kiện cho tối đa số lượng học trò. Những cái tên mới như Ngọc Bảo, Vĩ Hào, Văn Trường, Văn Đô đều được thể hiện. Với gần 3 đội hình trên sân và xáo trộn con người liên tục, chưa bàn đến chất lượng chơi bóng, thì có lẽ với huấn luyện viên Chu Xi, kết quả không quá quan trọng. Chiến lược gia người Pháp muốn nhìn nhận tổng quát một lần nữa năng lực và mức độ sẵn sàng của từng cầu thủ. Trước khi chốt danh sách đá ASEAN Cup, đội tuyển Việt Nam, áo trắng, nhận thêm bài học, tuy nhiên, đây cũng là vấn đề. Khi giải đấu quan trọng đã cận kề, đội tuyển Việt Nam còn rất nhiều điểm chưa hoàn thiện. Trước tiên, huấn luyện viên Chu Xi vẫn đang định hình bộ khung mạnh nhất. Việc thử nghiệm số lượng lớn cầu thủ, hay gọi thừa nhân sự rồi đến sát ngày hạ mạng mới chốt dường như không chỉ là động thái, phòng hờ, trường hợp chấn thương của ban huấn luyện. Mà huấn luyện viên Chu Xi có lẽ vẫn đang phân vân, chưa thể định hình trọn vẹn lực lượng tối ưu. Chấn thương đã lấy đi của Phù Thủy Trắng 7 cầu thủ. Nhưng chỉ 2 trong số này đá chính ở đội tuyển Việt Nam. Những gương mặt còn lại được ông Chu Xi thường xuyên sử dụng ở loạt đá giao hữu và vòng loại World Cup đều khỏe mạnh. Dù vậy, đội hình của chiến lược gia người Pháp đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết từ giữa năm ngoái đến nay. Đáng lo hơn, đã trải qua nhiều đợt tập trung, huấn luyện và đấu giao hữu, nhưng điểm yếu vẫn còn nguyên. Đó là sai lầm trong khâu phòng ngự. Với 2 bàn thua không đáng có ở trận gặp Kyrgyzstan xuất phát từ đường chuyền sai, bàn đầu và sự lỏng lẻo trong kèm người khu vực, bàn thứ 2. Đội tuyển Việt Nam đã thua 13 bàn trong 5 trận gần nhất gặp các đối thủ ngoài Đông Nam Á, Lê Ngọc Bảo, số 60, được thử nghiệm dù thử nghiệm nhiều hậu vệ. Đơn cử như bố trí cả Hồ Tấn Tài đá trung vệ lệch phải trước Kyrgyzstan, song đội tuyển Việt Nam vẫn thiếu chắc chắn trong kèm người. Bọc lót. Huấn luyện viên Chu Xi từng phân tích, các học trò của ông cần chắc chắn hơn khi phòng ngự bóng sống, đá chặt chẽ khi không kiểm soát được bóng. Chặt chẽ là cụm từ được Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản Koyo Tashima nhận định khi đánh giá về đội Nhật Bản cách đây 24 năm. Khi huấn luyện viên trưởng chính là ông Chu Xi, nhà cầm quân người Pháp luôn đề cao cấu trúc đội hình, xây dựng hệ thống chơi bóng chặt chẽ, liền mạch, lấy yếu thắng mạnh. Nhưng dù đã thử nghiệm nhiều lần, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa có phẩm chất này. Một vấn đề nữa là khâu tổ chức tấn công. Bàn duy nhất ở trận này được ghi do công của Tiến Anh. Thái Sơn đẩy bóng cho Văn Toàn thoát xuống. Trước khi bóng được giật gót trả lại để Tiến Anh dứt điểm thành bàn. Đó là kiểu tình huống mở mà huấn luyện viên Chu Xi muốn thấy từ học trò. Những bài chồng biên rồi trả ngược bóng cho tuyến 2 được tập bài bản thời gian qua, cũng là miếng đánh Phù Thủy Trắng muốn xây dựng thành bản sắc cho đội bóng. Huấn luyện viên Chu Xi thì phạm cho học trò, tuy nhiên ở ASEAN Cup, cơ hội để bật nhã, đang lát nhuần nhuyễn như vậy không cao. Đội tuyển Việt Nam thi thoảng vẫn có những pha phối hợp hay, nhưng số lượng cơ hội tạo ra ít ỏi, sức sát thương không cao. Đó là bởi các cầu thủ thiếu nhịp chơi bóng ổn định. Sự đồng nhất trong khâu di chuyển, phối hợp và chạy chỗ của học trò huấn luyện viên Chu Xi chưa cao. Trong 11 nhân tố U23 ở đội tuyển Việt Nam, chiến lược gia người Pháp dành tới 4 suất cho hàng tiền đạo. Ông muốn tận dụng sức trẻ, nhiệt huyết và sự khó lường của cầu thủ để tạo ra mảng miếng tấn công. Màn tỏa sáng của Đình Bắc trước Philippines là minh chứng. Một đội tuyển đang rất mở về con người và lối chơi dễ tạo ra cơ hội tỏa sáng cho những nhân tố mới. Dù vậy, ASEAN Cup rất khốc liệt. Trước những đội chơi rất ổn định và kín kẽ như Nhật Bản, Iraq, thứ ông Chu Xi có trong tay, không thể chỉ là sức trẻ. 4 ngày còn lại trước thềm trận ra quân, do đó, sẽ tiếp tục là cuộc chạy đua để hoàn thiện mình của đội tuyển Việt Nam.